Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đấu dây đèn trước với lại đấu đề nha. Rồi dây đèn đèn chính, cái đèn pha chính ha, thì nó là cộng dây màu vàng là cộng nguồn của pha chính. Thì chúng ta sẽ lấy cộng dây màu vàng nguồn của đăng cái cụm công tắc, chúng ta cho nó vô. Rồi xong rồi quấn vào điện rồi. Quấn cho điện kỹ vô nha các bạn, chứ không là nó, chứ không là nó có nóng quá, nó có nóng quá, có phó bồng với phó quà mà đâu không thủy là xe bạn chạy một chặt phó quà rồi bắn lên nha, đẹp không đó. Rồi sau khi mình đấu cộng với nguồn trước rồi thì còn lại rất là đơn giản là hai cái cộng này là cốt pha, chúng ta đấu vô trong cái đèn, cái chui đèn pha ha. Cái chui đèn pha nó sẽ có ba cộng, một cộng trắng với một cộng xanh là cốt pha, với một cộng dây mát. Dây mát còn lại thì mình đấu vô trong dây mát sườn, dây mát trong cộng dây chính lên, còn đấu vô trong cộng dây mát cộng này là cái đèn trước nó sẽ sáng thôi đó. Rồi đấu vô đèn sinh nhân, nãy bị vô chứ không đút vậy sao bị, thử coi nó sáng không. Rồi giờ chúng ta đấu cộng dây đề, cộng dây đề thì chúng ta có cộng vàng sọc đỏ, dưới máy lên mình sẽ cũng có một cộng vàng vàng sọc đỏ đây, xe Honda nó cùng màu các bạn thấy mà, nào các bạn đấu vô là được. Đây đến tột luôn làm cái gì làm vậy, lấy làm đèn này nhé, làm đèn này nhé, xin ra đèn này rồi đúng như đèn này sao đây nó cũng vậy, anh nắm lại giờ bó này nó bự, nó chỉ nhanh không được, cái đây cái chu trinh không có nút vô được cái đây. Rồi đây là cái cọng dây, cộng dây đề, rồi dây đề đấu với mát đề nữa, mát đề là cộng màu xanh này đấu với cộng dây mát, không có mát nó không có đề được các bạn. Rồi vô cộng mát, rồi còn lại là hai cộng là màu đen với màu xám, thì đây còn một cộng nữa, rồi cộng đèn lái sau bóp sáng. À, bốt sáng thì nó có cộng đen với cộng xanh sọc vàng, chúng ta đấu vô đen với xanh sọc vàng đây, dưới máy nó có sẵn hai cộng đây, đen với xanh sọc vàng đây, không này xanh sọc vàng đây, bạn thấy sọc vàng không đó. Rồi đen thì đấu vô cộng đen đây. Rồi xanh sọc vàng đấu vô xanh sọc vàng, rồi xong rồi còn đây còn lại đấu vô còn đây luôn. Nếu mà các bạn nào mà không biết cứ nhìn vô cái màu nó đấu rồi được, đấu đúng màu là được, đấu một hồi cháy xe luôn không sao hết, cháy xe đi ra tiệm sửa lại có gì đâu, nhân chơi mà sửa mưa ra, mưa ra thì bạn có mưa còn không phải chơi dụ. Ok các bạn thấy mình nói có đúng không, quá mất keo rồi, chứ không mà để có pháo hoa gần Tết rồi, có bông pháo hoa vô nhiều, đấu xe mà có pháo bông pháo hoa là vui lắm. Máy đi góp hình luôn thôi. Rồi xong rồi, như vậy là chúng ta đã xong phần đấu dây điện cho xe.
Các bạn nào không hiểu rõ phần nào thì comment bên dưới ha, mình sẽ trả lời. Chứ các bạn gọi điện thoại mà hỏi mấy vấn đề này mình không có trả lời nha, nó mất thời gian. Còn bạn nào có nhu cầu mua xe mua đồ thì alo trực tiếp. Rồi, ok, cảm ơn các bạn.